đây là cảnh mọi người thường làm, sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm từ việc tiếp xúc chung với nút ấn của sản phẩm, dung dịch truyền thống. Và đây là cách dân kỹ thuật rửa tay, rất an toàn và hiệu quả. Chúc mọi người luôn có một sức khỏe tốt trong mùa dịch này.